Xin chào tất cả các bác, các bạn, các anh chị đam mê câu cá. Hôm nay em lên sóng cho bác một số mẫu cần Shimano, Daiwa, độ cứng BX, BX trở lên. Có nghĩa độ cứng từ 33 trở lên, độ dài ở đây là 4m05 và 4m25. Bác nào có nhu cầu thì alo em nhé. Số điện thoại các bác nhớ em để dưới video này, địa chỉ em để dưới video hoặc là số điện thoại em để trên tiêu đề video nhé. Đầu tiên các bác có cây Kisu Spikas hai ngọn, các bác hai ngọn nhé, độ cứng BX và CX. Cây này là Kisu Special 4x5 CX, ngọc trinh anh em nhé, cả cần đâu chỉ có một hai vết xước này, này. Bát titanium này, đây cần nó chỉ có đúng hai vết xước thôi. Cây này có giá là 18 triệu 800, 18 triệu 800, đầy đủ bao đối trọng, đầy đủ bao đối trọng, con này đầy đủ hết anh em nhé. Các bác lấy con này thì không phải lăn tăn, bao đối trọng là đầy đủ hết này, đối trọng này. Cần này đầy đủ bao đối trọng. Và có hai ngọn này em nhé, đời này đời 5 khoen hai ngọn, alo to, đá sứ dày. Đấy. Cho các bác nào thích thanh thoát. Đấy. Alo con này rất là to đấy. Đây này. Khoen xích nhà Fuji. Sứ rất là dày luôn. Đối với các bác nào yêu thích nó dòng dày này, sứ nó dày bịch. Dày bịch luôn. Giá là 18 triệu 800 nha anh em nhé, 18 triệu 800. Bác nào cần thì alo cho em. Còn bên này có cây Daiwa Phantom 33425, Daiwa Phantom Sup 33425 nhé. Đây thông số đây, 4m25, tu lại là 149cm, 3 đốt, trọng lượng là 510g, đường kính ngọn là 3mm, gốc là 23,7mm. Hàm lượng carbon 99%, 1% là thành phần khác. Cần cơ hợp giữa màu tím và phản quang đổi màu. Đấy, có thể chuyển sang màu xanh rêu hoặc màu tím tùy vào độ phản của ánh sáng. Đấy. Cần nguyên đai nguyên hộp nhé, giá 4,7 triệu. Hàng tầm trung vừa tiền, cần mới. Độc tôn trong phân khúc tầm trung, giá vừa tiền, thấp nhất rồi đấy, không có cây nào thấp hơn nó cả. Mẫu thứ hai là mẫu cần rút, cũng nguyên hộp nhá. Mẫu này là Daiwa VV Sup 33425, cần màu xanh ngọc. Phân khúc này nằm trên phân khúc chữ đỏ, dưới phân khúc Extra Sup. Thông số đây, 4m25, thu lại 117cm, 4 lóng, trọng lượng là 480g, được cái ngọn 2,6mm, đường cái gốc 24,7mm. Hàm lượng carbon là 93%, còn 7% thành phần khác. Giá cái này có đang có giá là 3.900.000 nhé, 3.900.000. Đấy, đang có giá là 3.900.000, hàng mới nguyên hộp luôn. Còn bên này em có một bản khá đặc biệt, đó là bản Daiwa. Đấy. Daiwa Tournament Cutter. Daiwa Tournament Cutter vẫn còn đầy đủ hộp, bao đối trọng. Đấy. Cần thì nó đã xuống pad rồi, nó hạ về từ bên Nhật, tháo pad từ bên Nhật rồi, chứ không phải là bên về Việt Nam em tháo đâu, nó tháo sẵn từ bên Nhật. Về thông số kỹ thuật này, đấy, độ dài là 4m5, trọng thu lại là 142cm, đấy, 3 đốt, đường kính ngọn là 3mm, đường kính gốc là 20,0mm, hàm lượng carbon 99%, 1% thành phần khác. Cây này được sản xuất tại nhà máy Daiwa đặt ở Thái Lan. Đấy. Nhà máy Daiwa đặt ở Thái Lan, bán tại thị trường Nhật. Cây này có độ cứng là 33405S, bản đặc biệt anh em nhé, bản đặc biệt. Thông thường thì cái ký hiệu Daiwa 33405S là dòng cho dùng cho dòng 3DX. Đấy.
Cây này được coi như bản đời đầu của dòng 3DX. Bản đời đầu của 3X. Nó trên trên cái dòng Daiwa Tournament Cutter 33-45. Đấy. Và là bản đời đầu của dòng 3DX nên khá là hiếm. Đây. Cần còn khá là đẹp luôn anh em ạ. Cần khá là đẹp, đầy đủ bao đối trọng nhá. À, chỉ có mỗi chỗ hạ pad thì có vết xước thôi. Đây này, người ta tháo ra rồi này. Nó xước nút tháo pad đây này. Còn lại thì cần quá đẹp luôn, không phải lăn tăn. Hàng này là ok lắm rồi. Giờ kiếm cây này hơi bị khoai vân ngô. Nếu mà bản này thì gần như không có. Đây. Đi kèm mới cần là một bát máy titanium. Đấy, Fuji Titanium. Còn hai đốt đây. Màu bóc đồ đỏ nguyên bản. Đấy, chưa đi lại khoen gì cả, vẫn nguyên si thế anh em nhé. Đây này. Đây nó quân chỉ đỏ anh em. Vẫn nguyên si, chưa đi lại khoen khoeo gì cả. Đấy, khoen thì là khoen Fuji Titanium. Đấy, Fuji Titanium. Đây, Fuji Titanium này. Đấy, Titanium. Dòng này là 8 khoen, dòng 8 khoen, khoen Fuji Titanium. Nói chung các bác biết đến dòng Tournament Cutter là một mẫu cần cao cấp bên Daiwa rồi. Nó là phân khúc, một phân khúc cao cấp. Độ cứng 33405S nha. Giá là 12 triệu 500. Còn bên này em có một cây Daiwa Hatterat. Hatterat. Độ cứng 33405, độ cứng B ấy. 33405 LD. Hàng nội địa anh em nhé, hàng nội địa nhé. Khoen Fuji 6 Part Titanium. Đấy, Part Titanium. Giá cây này là 8 triệu 800. Cây này thì còn đối trọng nhưng không còn bao cần. Thì các bác sẽ được tặng kèm bao cần luôn. Tặng kèm bao cần khá là ok đấy. Giá là 8 triệu 800 ngàn. Phiên bản nội địa nhé. Sub cutting. Dòng cần để thi đấu nhé. Đây, Marine Japan. Japan đấy. Hàng không phải lăn tăn. Nói chung là hình thức thì con này có sức giam, có sức giam. Hàng qua dụng thì không tránh được rồi. Bản này nó cũng nói chung là cũng ít trên thị trường, cũng không có mấy đâu. Còn bên này em có một cây cây Summiter. À quên, cây này nhầm. Em đưa nhầm cây rồi anh ạ. Các đợi em một tí. Đấy. Em vừa xếp nhầm cây Subider 405C vào đây. Em có cây Subider 405BX sản xuất tại May Indonesia. Đấy, còn khá đẹp. Có một vài vết xước răm ở dưới gốc cần này. Đấy. Đấy, con này giá là 6 triệu 8 anh em, 6 triệu 8 khoen sữa. Đấy, khá là ok. Chúng bác nào có alo có nhu cầu cần rút thì liên hệ với em. Submitter 405B giá 6 triệu 8 nhé. 6 triệu 8 này. Khá là đẹp. Không phải lăn tăn gì cả. Đây, còn bên này em có cây Lan Súp. Đấy. Đỏ trắng 33425, bản trưng bày sản xuất tại MyEngineer. Đấy, bản trưng bày còn rất là đẹp luôn. Cái này có giá 5 triệu 6 nhá. Bản trưng bày nguyên đai nguyên hộp. Đấy, gần như là mới đến 99%. 99%. Rất đẹp luôn. Bản này giờ khá hiếm. Đánh cái bản này rất là sướng, rất là phê. Giá 5 triệu 6 bác nhá, 5 triệu 6. Độ cứng BX 33425.
Thế còn cuối cùng em có một cây đây, cây này là cây Daiwa VV Soup này, giống cái cây xanh bên kia kìa mà. Giống cây xanh nguyên hộp kìa. Đây, giống cây xanh nguyên hộp kìa. Giá 3,9 triệu nhá. Còn cây này đã qua sử dụng này. Qua sử dụng này, cây này này em thâu lại cho anh em này. Anh em lưng đời cần thâu lại này. Cái này thì chủ yếu là xước thôi, chứ còn ok, chất lượng không phải lăn tăn, chưa lỗi lầm gì cả. Đây, chủ yếu là xước và bị xước, xước răm. Đấy, xước răm chủ yếu ở đốt 2, đốt 2, đấy, xước răm, đốt 2 xước răm khá nhiều, anh em nhé. Đấy, đốt 2 xước răm rất nhiều. Còn lại ok. Cây này thì chủ nhân đã làm mất lắp đít cần. Mất lắp đít rồi nhá. Nhưng mà em đã kiếm một cái lắp đít khác cho nó. Kiểu lắp đít này khó lắm các bạn. Không có lắp đít nào vừa cho dòng cần này. Em kiếm một lắp đít khác, nó lại nhỏ hơn. Bắt buộc phải quấn băng tan nhá. Phải quấn băng tan thì mới đưa vào được. Quấn băng tan. Thế nào có lắp đít ngon lành ngay. Cây này thì giá khá mềm. Anh em nào có nhu cầu alo em nhé. Giá cây này khá là mềm. Chỉ ngang với một cái cây cần tàu, Schumacher tàu thôi. Rút. Giá rất mềm luôn. Mà ngon gấp vạn lần. Thì nó là hàng chính hãng. Hàng chính hãng các bác nhé. Anh em nào có nhu cầu liên hệ. Giá mềm êm. Đấy. Bác nào có nhu cầu cây này thì liên hệ với em. Số điện thoại em để dưới video ấy, và hoặc trên tiêu đề video ấy. Đấy. Đấy, được cái là hàng chính hãng. Nó ăn đứt mấy con súp đít đờ tàu ấy. Xách dép cho nó không thành. Đấy, các bác nào có nhu cầu alo nhá. Đấy, vừa lên sóng các bác nhá. Bác nào có nhu cầu thì alo cho em nhá. Số điện thoại em để dưới video, địa chỉ em để dưới video, hoặc trên tiêu đề em để số điện thoại nhá. Đấy, cảm ơn các bác theo dõi video.